xin chào bạn mấy ngày hôm nay thì có lẽ ở trên mạng xã hội các bạn đã đọc được rất là nhiều những cái thông tin xoay quanh về việc là một anh bảo vệ của vinhome ocean Park ngoài hà nội đã bị uh, tài xế taxi tông và như thế nào thì có lẽ là các bạn cũng biết đúng không mình nói ra thì đôi lúc là youtube ừ. à, và sau cái việc vụ việc đó thì có rất là nhiều bạn uh, lên tiếng đòi nhân quyền đòi thượng tôn pháp luật uh, rồi là cái việc mà uh, khóa bánh xe như vậy là không có đúng pháp luật uh, làm như thế nào thì cũng cần có cơ quan chức năng vào cuộc ABCXYZ vậy thì trong cái video này mình sẽ uh, chỉ ra cho các bạn cái việc mà khóa bánh xe trong khu đô thị Vinhome á thì nó đúng hay là nó sai nhá Một smartphone ngon bổ rẻ, đặc biệt là iPhone đừng quên ghé qua di động Việt. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. À, đầu tiên mình là cư dân của một khu đô thị Vinhome và mình sẽ nói ở trong cái khuôn khổ cái khu đô thị Vinhome của mình đang ở. À, khu đô thị Vinhome mình đang ở đó là khu Vinhome Grand Park, thành phố Thủ Đức. Ngày xưa chúng ta gọi là quận 9 á và cái phân khu là Đồ Đoan Bầu. Ok, thì uh, bây giờ chúng ta sẽ cùng phải uh, nói về cái uh, vấn đề từ đầu đó chính là nội quy sinh ra để làm cái gì? Nội quy sinh ra là để quản lý, để giúp cho những người thiếu ý thức họ ngày càng có ý thức hơn nhé. Uh, và ví dụ như đơn giản thôi, uh, cái việc mà chúng ta nhuộm tóc á, thì các bạn thấy rằng là pháp luật ở Việt Nam không có cấm, nhưng khi các bạn vào một cái ngôi trường á, ví dụ như là trường công lập á thì người ta sẽ cấm các bạn làm tóc và nhuộm tóc hầu hết là như vậy. Thì các bạn sẽ phải tuân thủ theo cái quy định đó. À và bên cạnh đó nữa thì khi mà các bạn không tuân thủ các bạn sẽ bị phạt. Và phạt như thế nào thì do cái nội quy đó nó quy định. Và cái nội quy đó chắc chắn cũng đã được Sở Giáo dục và Đào tạo họ quy định rồi. Thì cái nội quy của khu khu dân cư cũng vậy thôi các bạn ạ. Khi mà các bạn quản lý một cái khu đô thị đại đô thị, ví dụ như cái khu chỗ mình đi là mình nhớ không nhầm là 272 ha. 272 ta nha các bạn Nó rất là lớn Mà các bạn không có nội quy á Thì có mà loạn ừ, Có mà loạn Rồi chúng ta cùng quay lại với cái vấn đề Đó chính là Tại sao khu Vinhome lại hay có vấn đề là khóa bánh xe Ừ, đây, đây mới là cái vấn đề quan trọng này Các bạn hãy nhìn vào bức ảnh này đây Đây là cái phân khu runbow của chúng mình Các bạn có thể thấy rằng là cái đường á Cứ mỗi chiều nó chỉ có duy nhất một làn xe hỗn hợp mà thôi và khi mà cứ chỉ có một làn xe hỗn hợp như thế này mà các bạn cứ đỗ xong xong như vậy thì những cái xe khác làm thế nào để đi những cái bạn mà thích thượng tôn pháp luật và nhân quyền các bạn có thể vào trả lời giúp mình được không đi ở giữa hả mà đi ở giữa làm sao mà đi ô tô được hai hai chiều làm sao đi ô tô được chỉ có có nghĩa là người này đi xong rồi mới người đến người khác thôi và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng cái gì ảnh hưởng tới an toàn giao thông và ảnh hưởng tới cái không khí của cái cư dân ở xung quanh đấy Nhá, ảnh hưởng rất là lớn nha các bạn Và bên cạnh đó nữa thì ở trong những cái khu đại đô thị của VinHome Bây giờ chúng ta đã có VinBus rồi Và các bạn thấy rằng là nếu các bạn đỗ xe như vậy á Thì VinBus làm sao mà đi Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy một cái ví dụ nữa Ví dụ như cái bạn mà thích thượng tôn pháp luật và nhân quyền á Nhà các bạn ở trong một cái khu đô thị chẳng hạn đi à, Và người ta đỗ xe tùm lum như vậy Đến lúc cháy hay là lúc cần cấp cứu á xe đỗ như vậy xe cấp cứu và xe chữa cháy không vào được thì bạn sẽ nghĩ như thế nào đúng không ạ người ta làm cái gì cũng cần phải có lý do các bạn ạ? và các bạn hãy thử đi cái đường nội khu nó bé như thế này mà các bạn cứ đòi là được đỗ xe tầm lâm thì đầu tiên á các bạn cần phải hiểu được cái lý do tại sao người ta phải làm như vậy và tiếp theo nữa đó chính là gì mình sẽ lấy một cái ví dụ ở cái khu chỗ mình nha thì ở cứ mỗi cụm tòa họ sẽ làm ít nhất là một hầm giữ xe ô tô hoặc là ví dụ như khu S1 mình thấy rằng có tới hai hầm giữ xe ô tô và bên cạnh đó giữa hai cộng tòa sẽ có thêm một cái bãi xe nổi ở trên dành cho những cái xe mà chở hàng hay là uh, bên ngoài vào thăm người thân ở bên trong khu Vinhome có thể đỗ xe miễn phí từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Vậy thì quá welcome rồi còn gì các bạn. Quá là thoải mái rồi còn gì các bạn. Vậy tại sao các bạn lại cứ đỗ xe ở giữa lòng đường làm gì? Trong khi người ta có sẵn một cái bảng là cấm đỗ xe như vậy. Bởi vì đơn giản người ta đã quy hoạch từng cái chỗ đỗ xe rồi còn nói về cái vấn đề là ví dụ như mình có đỗ xe ở đó mình lên nhà lấy đồ hoặc là mình vận chuyển đồ á thì cái khu của mình miễn là các bạn cứ đỗ xe đó các bạn bật cái đèn cảnh báo các bạn đỗ từ 15 cho tới 30 phút chả có ai nói gì các bạn cả mình đã từng làm như vậy rồi và rất là nhiều người họ cũng làm như vậy để họ lên nhà lấy đồ hoặc là người, đưa người thân lên nhà hoặc là đưa người thân xuống để đi bệnh viện á chả có ai làm cái gì cả bạn các bạn cả tức là gì mọi thứ đều rất là thoải mái miễn làm sao các bạn làm đúng nội quy là được rồi cái thứ đầu tiên mà chúng ta mong muốn nhân quyền hay thượng tôn pháp luật đó, thì thứ đầu tiên các bạn cần phải làm đó chính là cái ý thức của mình có tốt hay không cái đã. Mình thấy rất là nhiều người cứ đòi thượng tôn pháp luật với nhân quyền. Ok vậy thì bây giờ những cái bạn như vậy á à, một cái con đường các bạn ví dụ các bạn ở nhà mặt tiền chẳng hạn đi. Cái con đường nó không cấm dừng cấm đỗ mình đỗ cái xe container to bạch ở trước nhà bạn. Từ ngày này tháng tháng sau á các bạn có chấp nhận được không? À, các bạn có chấp nhận được không? Mặc dù là về pháp luật mình không sai. Nhưng mà về tình thì mình đang sai với nhà các bạn đấy thì ở trong cái khu này cũng vậy thôi người ta tạo ra nội quy là để nhắc nhở mình đang nói ở đây là để nhắc nhở cho những người thiếu ý thức hãy đỗ xe đúng nơi quy định khi các bạn đi vào một cái ngôi trường cũng vậy thôi các bạn vào một cái ngôi trường học người ta cũng sẽ quy định là cái đỗ xe ở đâu chứ không phải là các bạn thích đỗ xe ở đâu thì các bạn đỗ cái đó là cái riêng cái vấn đề uh, giáo dục á thì người ta cũng đã chỉ cho các bạn rồi làm cái gì cũng phải là đúng quy định và khi các bạn không làm đúng quy định á, thì các bạn đừng có lên tiếng nào là thượng tôn pháp luật hay là nhân quyền à, những cái người mà hay nói cái câu đó á, thì mình thấy rằng là thường ở nước ngoài à, và à, đi về việt nam thì hay cứ đòi nhân quyền và thượng tôn pháp luật nhưng mà các bạn cần phải so sánh như thế này, này cái ý thức ở bên đó nó khác ngày xưa mình có đi qua bên đức á, mình có cùng với một anh à, leo lên một cái tòa trung cư ở bên đức nha để chụp hình và mình không thấy bất kỳ một cái bảo vệ nào cả và mình có thể đi bất kỳ một cái tòa nào và khi mà mình đi lên hoặc là mình đi xuống mọi người rất là vui vẻ với tay bởi vì đơn giản là người ta ý thức người ta uh, có một cái ý thức tốt người ta có một cái an ninh tốt thì người ta không sợ gì cả chứ còn ở Việt Nam thì đi tòa nào cần phải à, đi tầng nào phải có vân tay hoặc là có thẻ ở tầng đó cái đã bởi vì nó, nó nó mang đến cái sự an toàn cho cư dân cư dân ở khu này những cái khu đại đô thị nha các bạn hay đơn giản đó là ngày xưa mình cũng có qua Hungary thì mình thấy rằng là mình các cái cư dân á người ta cũng ở chung cư thôi các bạn nhưng mà chung cư bên đó mình không thấy họ người ta xây cái hầm đổi xe đâu nha mà họ sẽ có một cái bãi xe chung khá là xa đấy à, và bạn của mình thì cũng sẽ phải đỗ xe đó rồi sau mới đi lên nhà được. Hoặc là ví dụ như cái con đường đó người ta cho phép đỗ à người ta cho phép đỗ người ta rộng rất là rộng các bạn, đường kiểu như là mỗi bên đó khoảng tầm 3 làn chẳng hạn đi thì có một cái một cái một cái làn ở bên trong cùng á người ta cho cho mình đỗ. Ừ, thì người ta sẽ đổ nhưng mà cũng khá là xa ấy. Ừ, chắc phải 500 m nữa khoảng tầm là cả cái số ấy, vì sao người ta đi vào. Người ta đi lên cái khu của mình ở. Ừ. này thì chỉ ít đó là người ta có ý thức cái đã. Còn bây giờ người ta xây những cái khu ví dụ như là khu để xe các bạn kêu là xa rồi khu uh, hầm thì các bạn kêu là uh, mất tiền gửi xe. Đấy thì nếu mà các bạn mà nào mà kê là mất tiền gửi xe thì ví dụ khu mình nhá 4 tiếng gửi ô tô chỉ có mất có 20 000 ngàn thôi mà các bạn còn không thể bỏ ra 20 000 ngàn gửi xe thì thôi các bạn vào đây làm chi và các bạn mua xe để làm cái gì à, còn nếu mà các bạn sợ tốn 20 000 ngàn thì các bạn có thể là để ở cái bãi bên ngoài cũng được mà nó bên ngoài kiểu như là cái bãi nổi á, người ta cũng đâu thu tiền các bạn đâu đúng không ạ còn khi mà người ta tại sao người ta phải khóa bánh là bởi vì khóa bánh là để cảnh cáo mình thấy rất là nhiều người rồi khóa bánh là người ta để cảnh cáo các bạn sẽ mất thời gian để lên để gọi an ninh và các bạn gỡ ký biên bản này nọ thôi chứ mình chưa thấy cái việc là phạt tiền mình không thấy nhá còn không biết là anh em có thấy thì thì có thể là comment cho mình biết với nhưng khi đã nội quy đề ra rồi á thì các bạn cần phải thực hiện nhá các bạn cần phải thực hiện cho đúng cái nội quy đó cái đã rồi hãy đòi nhân quyền hay là thượng tôn pháp luật và thậm chí mình đã từng thấy có những bạn ở ngoài các bạn đi vào những khu đô thị Vinhome đặc biệt là khu chỗ mình nha các bạn để xe máy tầm lâm và sau đấy nó bị mất rồi và các bạn đổ lỗi cho là an ninh và bảo vệ không an toàn trời ơi người ta quản lý hàng trăm ca hàng hàng trăm nghìn cư dân mà làm sao người ta có thời gian để người ta đi 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 quản lý từng cái xe của các bạn được các bạn mà muốn an toàn thì các bạn phải để xe đúng quy định ấy chứ chứ bây giờ các bạn làm mất xe các bạn để không đúng quy định rồi mất xe rồi bây giờ các bạn sang đổ lỗi cho bảo vệ hai an ninh đâu có được đúng không ạ cái gì cũng phải có cái giá của nó thôi các bạn không có ý thức thì chấp như một điều đó là các bạn sẽ sẽ bị um, mất đồ hoặc là các bạn bị uh, bị phạt hay gì đó là chuyện rất là bình thường à, hoặc đơn giản là khi mà mình vào trong cái khu um, uh, thành phố á mình đỗ xe mặc dù là cái đường đó cho phép là dừng đỗ nha thì mình vẫn luôn hỏi cái người mà bên trong nhà á, là cô ơi con có thể đỗ xe ở đây được không hoặc là nếu đó có bảo vệ thì hỏi rằng à chú ơi con có thể đỗ xe ở đây được không cái đó là cái phép lịch sự tối thiểu và nó giúp cho chúng ta hiểu được là à chúng ta đang có ý thức đấy. Đỗ xe hay làm bất kỳ một cái điều gì cũng vậy các bạn ạ. Chúng ta cần phải có ý thức chứ đừng có bao giờ đổ lỗi rằng là à, cái này là không đúng nhân quyền cái này là không đúng pháp luật rồi á, cứ đòi rằng là phải cơ quan chức năng vào cuộc ở trong cái khu của mình đã từng có xảy ra những cái vụ mất cắp rồi và khi mà ra phường báo công an phường á, thì công an phường có nói rằng là phải giá trị trên 2 triệu thì họ mới xử lý thì các bạn nghĩ rằng là những cái xe mà nó đậu như vậy á, và cái gì cũng cần cơ quan chức năng vào cuộc á, thì họ lấy thời gian đâu mà họ làm vậy thì sinh ra an ninh và bảo vệ để làm cái gì người ta đang nhắc nhở để các bạn đưa xe vào đúng cái nơi quy định và người ta cũng chỉ làm công ăn lương thôi mình không biết những cái bảo vệ ở khu khác bố la như thế nào những cái khu của mình nhá thì mình thấy rằng mọi người đều rất là dễ tính và rất là dễ mến à, và thực sự mình thấy rằng là họ cũng rất là áp lực các bạn bởi vì sao bởi vì chỉ cần cư dân phản ánh thôi là rất dễ bị ăn biên bản rất dễ bị trừ lương và thậm chí là nặng là bị đuổi việc luôn mình đã từng phản ánh về cái vấn đề là có một bạn bảo vệ khi mà thối tiền giữ xe cho mình thối tiền thiếu và có thái độ không tốt và sau đó mình phản ánh lên và ngay lập tức chỉ một ngày thôi nha các bạn thì Trưởng ban bảo vệ đã lên để xin lỗi mình và sau đó bạn ấy đã ăn biên bản và bị trừ lương và nếu mà tái phạm là bị đuổi việc luôn. Thì các bạn thấy rằng là vô cùng áp lực nhá vô cùng áp lực và nếu mà người ta cái khu ở ngoài kia Ocean Park các người người ta mà ghét An Ninh nhá thì người ta đâu có khuyên góp tiền, người ta đâu có khuyên góp tiền để mà người ta ủng hộ cho cái nhà của cái anh An Ninh bảo vệ đó đúng không ạ? Cho nên là cái gì cũng vậy thôi các bạn ạ. Các bạn muốn À, thượng tôn pháp luật các bạn muốn có nhân quyền thì đầu tiên các bạn phải đỗ xe đúng quy định cái đã còn bây giờ người ta tạo ra cái khu đỗ xe và các bạn đỗ xe như vậy thì có có được à, nó giống như kiểu là bây giờ mình vào à, cái nhà các bạn mà mình đỗ xe oạch vậy thôi à, Rồi thậm chí là ví dụ như bây giờ mình vào nhà của bạn mình đuổi các bạn ra khỏi nhà có được không nó có được đúng không ạ cho nên là cái gì cũng vậy thôi thứ đầu tiên á, là chúng ta cần phải có ý thức còn nếu muốn so sánh với những cái quốc gia khác á, thì phải có cái vấn đề ý thức cái đã nhá chứ đừng có đưa cái nhân quyền rồi đừng có học ở cái nước này abc một vài cái rồi là về nói nhân quyền á thì người ta đâu có đi tàn sát người ta đâu đưa ghi gây hấn chiến tranh đúng không cho nên là rất là nhiều bạn thậm chí là những cái vị sếp rất là cao buồn cười lắm đòi nhân quyền và thượng tôn pháp luật không à nhưng mà cái vấn đề lớn nhất cốt lõi đó chính là ý thức như xịt thì lại không nói à, đó là những cái quan điểm cá nhân của mình về cái vấn đề này các bạn cần hiểu rằng khi mà các bạn đỗ xe mà thiếu Uh, không đúng quy định nhé mà cái đường nó quá bé á, thì đặc biệt vấn đề đó chính là khi trong cái trường hợp sẩn cấp như là cháy hay là cứu hỏa hay là cấp cứu á người ta không di chuyển được thì nó vô cùng là nguy hiểm nhé nó có thể gây thiệt hại rất là lớn tới tính mạng của chúng ta đấy một ngày nào đó đấy cho nên các bạn cần phải lưu ý về vấn đề đó cần phải lưu ý rằng chúng ta cần có ý thức trước khi đòi hỏi bất kỳ một cái quyền lợi gì ừ. còn bây giờ thì uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.